Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của Đài Truyền hình Việt Nam. Chiều nay tại Hà Nội đã khai mạc triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 3 tại Việt Nam. Triển lãm quy tụ 200 gian hàng của các đơn vị là những thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm sữa. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, làm cầu nối cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. Trong bối cảnh nguồn cung nguyên liệu bị đứt gãy, trong thời gian do dịch COVID-19, ngành sữa Việt Nam đang tập trung phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, sản xuất nguyên liệu đến thành phẩm, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, tạo khả năng cạnh tranh để chủ động hội nhập với khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của xã hội.